Nhà đẹp Tân Á, xin chào và rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mỗi ngày một nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Tân Á. Hàng ngày công ty chúng tôi sẽ gửi tới các bạn các mẫu nhà đẹp, có thể là một mẫu nhà cổ điển, tân cổ điển, một mẫu nhà ống, nhà phố, nhà cấp 4 hay là một mẫu nhà mà chúng tôi vừa thiết kế vừa thi công trọn gói để cho các bạn có thể so sánh giữa thiết kế và thực tế, giữa các cái màu sơn, các cái mẫu gạch, các mẫu sân vườn đẹp với nhau để các bạn tha hồ thoải mái lựa chọn và áp dụng cho công trình gia đình của mình sau này. Và hôm nay như thường lệ thì mình sẽ gửi tới các bạn một mẫu nhà cấp 4 được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại kiểu mã Nhật. Đây là một ngôi nhà được công ty chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Trường tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Và trước khi đi vào phần chi tiết của ngôi nhà thì mình sẽ giới thiệu qua một vài nét của thông tin và của công ty chúng tôi. Thì công ty chúng tôi có cái trụ sở chính, đó là tầng 2 số 103 Nguyễn Du, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, và có cả cái chi nhánh ở Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, và tầng 3 khu Vincom Đồng Hới, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, và chi nhánh số 4 là xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, và chi nhánh số 5 đó là số 225 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và đây là số hotline của công ty chúng tôi và đây là trang web của công ty. Các bạn đang có dự định làm nhà thì các bạn có thể truy cập vào website của công ty chúng tôi để tham khảo một số mẫu nhà được chúng tôi thiết kế cho rất là nhiều gia đình khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam, từ mẫu nhà cổ điển, tân cổ điển, nhà ống, nhà phố, vân vân. Tha hồ cho thoải mái, tha hồ thoải mái cho các bạn lựa chọn để đưa và áp dụng cho gia đình mình một ngôi nhà rất là ưng ý. Và chúng ta cũng trở lại với cái ngôi nhà của anh Trương. Đây là một ngôi nhà được thiết kế với lối kiến trúc hiện đại với hệ mái được chúng tôi thiết kế theo kiểu mái Nhật với độ dốc vừa phải, và được thiết kế rất là nhiều phần mái được ôm chồng lại nhau. Ở cái phần đỉnh mái thì chúng tôi sử dụng chúng tôi bố trí các cái kim thu lôi chống sét và được liên kết với nhau, rồi hàn đi ra phía sau và trực chốn xuống lòng đất, đảm bảo cho ngôi nhà được an toàn nếu có thời tiết xấu như sấm sét vân vân có thể xảy ra. Và cái hệ mái này được chúng tôi bố trí rất là vuông vắn và rất là thẳng hàng, các cái điểm giạc nối được chúng tôi bố trí rất là song song với nhau, và ở những cái vị trí giạc nối giữa các cái mảng mái thì chúng tôi sử dụng một loại ngói Uber được chạy ở khu vực điểm giạc nối giữa các cái phần mái, đảm bảo cho phần mái này không bị thấm dột. Và màu sắc chủ đạo của ngôi nhà này chúng tôi vẫn sử dụng màu trắng làm tông màu chủ đạo kết hợp với màu xanh của phần mái ngói và các cái phần cổ mái. Thì phần cổ mái thì được chúng tôi sơn màu nấu đậm, và khu vực chấn tường tạo sự khâu trang trí, tạo sự riêng biệt cho không gian của ngôi nhà. Và tất cả màu sắc này đã kết hợp và tạo nên một cái không gian vô cùng là hài hòa, vô cùng sinh động và toát lên được một cái vẻ đẹp rất là hiện đại. Với những cái mẫu nhà cấp 4 theo kiến trúc hiện đại ngày nay thì cũng được rất nhiều gia chủ lựa chọn, bởi ngoài cái vẻ đẹp
với tổng thể của những cái mẫu nhà như thế này mang lại thì những mẫu nhà cấp 4 nó còn đáp ứng được đầy đủ các cái công năng sinh hoạt của từng thành viên gia đình gia chủ. Bên ngoài ra thì cái chi phí đầu tư những cái mẫu nhà như thế này nó cũng rất là vừa túi tiền của quý khách hàng, bởi những cái mẫu nhà theo kiến trúc hiện đại cho nên là sử dụng các cái nguyên vật liệu cũng rất là hiện đại và mới nhất hiện nay, như cái phần cửa là được thiết kế rất là nhiều ô cửa sổ rất là thông thoáng, và toàn bộ hệ cửa phía ngoài này thì chúng tôi cũng thiết kế là hệ cửa nhôm kính và rất là nhiều ô cửa sổ được chúng tôi thiết kế đến rất là thông thoáng cho từng căn phòng và đảm bảo cho không gian của từng căn phòng là điều hòa tốt không khí từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Và các cái đường phao chỉ này chúng tôi cũng thiết kế khá là đơn giản và sử dụng các cái đường phao cỡ lớn được chạy ngang dọc cái chu vi của ngôi nhà và kết hợp với các cái chỉ ấm được chạy ngang dọc ở xung quanh các cái mảng tường và khu vực trụ của sảnh chính, tạo sự trang trí nhận nhã cho không gian của ngôi nhà. Và cái phần xin ô mái này thì chúng tôi cùng sơn màu trắng và được bố trí các cái đèn downlight được và chạy xung quanh phần xin ô mái kết hợp với cái đèn ấm trần ở khu vực sảnh chính và cái đèn trang trí ở hai bên cái trụ của hai bên trụ của sảnh chính, đảm bảo độ sáng cho toàn bộ không gian của ngôi nhà. Đây, khu vực sảnh chính của ngôi nhà thì chúng tôi cũng thiết kế hai cái trụ rất là to khỏe và cũng tạo sự nhẫn nhã bằng việc là bố trí các cái đường phao ở trên đầu trụ và các cái chỉ ấm ở giữa trụ. Và đối với nhà cấp 4 thì chúng tôi thường thiết kế là 5 bậc, bởi vì chúng tôi muốn tôn lên cái chiều cao của ngôi nhà. Và ở cổ bậc thì chúng tôi sử dụng đá trắng tự nhiên và ở mặt bậc thì chúng tôi thiết kế là đá hoa cương màu nâu rất là đẹp. Và ở dưới phần móng xung quanh nhà thì chúng tôi sử dụng một loại gạch thẻ giả đá để ốp lên cái phần chân móng, đảm bảo cho phần móng của ngôi nhà được chắc chắn và chống rêu mốc bám lên phần tường của ngôi nhà. Và chúng tôi cùng bố trí cho gia chủ các vị trí hai bên sảnh chính để cho gia chủ có thể đặt chậu hoa, cây cảnh, tạo cho công trình có một không gian xanh. Với cái hệ cửa sổ ở trên và dưới, chúng tôi sử dụng là gạch thẻ để ốp lên cái phần chân trụ, để ốp lên cái phần chân và đầu của cửa sổ. Khu vực gờ phần tường giữa phần mái và phần tường thì chúng tôi sử dụng là sơn màu nâu đậm để sơn và tạo sự riêng biệt cho từng phần của ngôi nhà. Đây, các bạn có thể được một cái góc nhìn từ trên cao xuống của không gian ngôi nhà rất là sáng trọng và toát lên được một cái vẻ đẹp rất là xa hoa nha các bạn. Rồi chúng ta cùng đi vào phần công năng chính của ngôi nhà. Và với cái, đây là mặt bằng định vị và công năng của ngôi nhà. Thì ngôi nhà này có cái chiều rộng là 16m86 tính từ tím tới tím và được chúng tôi chia thành 5 trục. Và chiều sâu của ngôi nhà này là 10m43 tính từ tím tới tím và được chúng tôi chia thành 3 trục.
Đây là cái khu vực sảnh chính đi vào phòng khách của ngôi nhà. Ở khu vực phòng khách thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ là 28 m², rất là rộng rãi nha các bạn. Và 3 phòng ngủ. Phòng ngủ thứ nhất có kích thước là 15,3 m² và phòng ngủ thứ hai có kích thước là 13,5 m² và phòng ngủ thứ ba có kích thước là 13 m². Và để đi ra phía sau này là khu vực phòng bếp và phòng ăn, được ngăn cách với phòng khách bằng một cái hệ lam bằng gỗ thịt được đặt ở vị trí này. Và đi ra phía sau là khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh riêng biệt. Và phía bên này là khu vực sân rửa với diện tích là 8,2 m². Đấy, các bạn có thể thấy được cái mặt bằng bố trí công năng rất là đầy đủ của công trình nhà cấp 4 và rất là hợp lý, phải không các bạn? Và đây là mặt bằng bố trí định vị chân trụ của phần mái. Đấy, đấy, các bạn có thể thấy được là bản vẽ của chúng tôi rất là chi tiết, từ phần mái ngói cho đến là phần móng rất là chi tiết. Và sau khi các bạn thợ nhận từ cuốn bản vẽ này chúng tôi thì các bạn cũng chia sẻ là rất là dễ hiểu, rất là dễ thi công, bởi vì bản vẽ của chúng tôi cũng thể hiện rất là đầy đủ thì những cái chi tiết nhỏ nhất. Và đây là mặt bằng bố trí nội thất của ngôi nhà để các bạn có thể dễ hình dung được đâu là cái vị trí bàn ăn và đâu là cái vị trí bếp. Đấy, các bạn có thể thấy được là một nội thất của trong không gian của ngôi nhà. Thôi, chúng ta cùng một lần nữa chiếm ngưỡng lại phần phối cảnh của không gian ngôi nhà. Nếu các bạn cảm thấy thích mẫu nhà này thì các bạn có thể gọi cho tôi theo số điện thoại phía dưới, hoặc các bạn đang có ý định làm nhà, đang có cần tham khảo một số mẫu và các bạn đang đắn đo thì các bạn có thể vào trang web của công ty chúng tôi để tham khảo một số mẫu nhà, hoặc các bạn có thể vào kênh YouTube và gõ nhà đẹp Tân Á, sau đó đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông thông báo để không bỏ lỡ một video chia sẻ về các cái mẫu nhà được chúng tôi thiết kế mới nhất. Và trên kênh của YouTube chúng tôi thì chúng tôi cũng chia sẻ và cập nhật liên tục hàng ngày về các cái mẫu nhà đẹp, về các cái video chia sẻ về các cái sản phẩm đã đi vào hoàn thiện để cho các bạn so sánh giữa thực tế và thiết kế xem có chất lượng như thế nào. Và kèm với đó là các cái video chia sẻ về các cái kinh nghiệm, các cái kỹ thuật thi công xây dựng công trình, để các cái sau này khi các bạn làm nhà, các bạn không còn phải bỡ ngỡ, không còn phải phụ thuộc. Và các bạn cũng nắm rõ hơn về các cái nguyên vật liệu, về cái chất lượng của từng loại và giá cả, để các bạn sau này làm nhà các bạn có thể vận dụng nó vào cho công trình của mình. Và đến đây thì buổi chia sẻ về mỗi ngày một nhà đẹp của công ty chúng tôi cũng xin hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.